Anh em chị em, đó là những nguyên tắc mà Chúa dạy chúng ta có sự sống khỏe mạnh và sự sống bình an. Và tiếp theo nữa, lời của Chúa cho chúng ta một nguyên tắc nữa: sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó nơi cổ con và ghi nó nơi biên lòng con. Nó đi theo lời Chúa không phải chỉ có trong lòng, nhưng mà trong thực tế, trong hành động, bằng cớ là đeo nơi cổ nói đến cái vấn đề thực tế. Chứ không phải là chúng ta mua công vinh thanh chúng ta đeo đây là đủ, không, nói đến cái vấn đề thực tế, thân thể và tâm hồn. Tại cái lòng là tâm hồn, cái cổ này là nói đến thân thể, tức nói đến hành động, nói đến việc thi hành lời của Chúa trước mắt thế gian này, những người tốt, người xấu, người tin Chúa, người không tin Chúa. Và đây là lời hứa tiếp theo của những sự mà không bỏ sự nhân từ và chân thật đó. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và sự khôn ngoan thật. Mấy cái nguyên tắc ở bên trên cho chúng ta thấy cái lời hứa, để chúng ta giữ lời Chúa. Nếu chúng ta không lìa bỏ sự chân thật và sự nhân từ, và chúng ta giữ gìn nó nơi lòng chúng ta, thì lời Kinh Thánh nói như thế nào? Trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, không phải chỉ có trước mặt loài người không thôi. Nếu mà chúng ta được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, thì anh em chị em biết cái bài mà chúng ta đã suy gẫm lần trước, thì Chúa nói Chúa sẽ khiến chúng ta được ơn và được sự thương xót ở thế gian này. Tức là người này sẽ bởi lòng của Đức Chúa Trời khiến họ làm ơn cho chúng ta, và chúng ta sẽ thành công trong công việc mà chúng ta làm. Thương xót, nếu anh em chị em không biết cái sự thương xót đó, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ được thành công, chúng ta sẽ được thịnh vượng, và chúng ta sẽ đắc thắng. Đắc thắng khi mà Chúa, chúng ta được ơn trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ khiến chúng ta được ơn và được sự thương xót của những con người ở xung quanh. Dầu người đó là người không biết đến Chúa, Chúa khiến họ làm ơn cho chúng ta. Còn nếu họ là người biết Chúa, thì họ nhạy bén hơn trong sự làm ơn cho chúng ta, vì họ có sự nhân từ của Chúa ở trong lòng họ. Anh em chị em, đây là cái cách sống mà Chúa muốn chúng ta, tôi cũng như anh em chị em sống, để rồi mình kinh nghiệm Chúa một cách trọn vẹn. Chúng ta đi theo Chúa thì hãy đi theo một cách để cho mình kinh nghiệm tất cả những lời hứa của Chúa ngay trong cuộc đời tạm này. Còn về cõi đời đời, Chúa đã có lời hứa rồi với chúng ta ở trong Ngài. Mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm những ngày trời ở trong cựu ước. Khi Chúa nói với dân Do Thái là luật pháp cựu ước không thôi đó, Chúa nói nếu họ vâng theo tiếng Chúa, họ làm theo tiếng Chúa, họ đi trong điều răn của Đức Chúa Trời một cách cẩn thận, thì Chúa nói là họ sẽ kinh nghiệm những ngày trời, ngày ở trên trời, ở dưới đất này, ngay trong cuộc sống tạm bợ này. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho họ, và đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho tôi và quý vị, vì không còn sự phân biệt giữa chúng ta và người Do Thái nữa qua Đức Chúa Giêsu. Hãy nhớ đến điều đó. Đừng có bao giờ để cho ai nói với chúng ta rằng ô cái lời hứa đó là cho người Do Thái của chúng ta. Ê-phê-sô, tôi muốn đọc cho quý vị lúc nãy rồi. Qua Chúa Giêsu không còn sự phân biệt giữa chúng ta và người Do Thái nữa. Lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho Abraham là thuộc về chúng ta. Nếu ai chưa biết chỗ đó, đọc hết đoạn Galati đoạn 3 sẽ tìm thấy cái chỗ đó. Anh em chị em, đó là lời hứa
Chúng ta xem cái phần tiếp theo từ câu 5 cho đến câu 10. Đó là cái phần cuộc sống thực tế để chúng ta làm theo những điều gì mà Chúa dạy ở trong lòng mình. Từ câu số 5 đến câu số 10, đó là cuộc sống thực tế. Tại vì trong cuộc sống thực tế của chúng ta đó, chúng ta sẽ đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc đời của mình đó. Vấn đề là chồng, vấn đề là con, vấn đề là vợ, vấn đề là công ăn việc làm, vấn đề là người hàng xóm, vấn đề là người nào đi học thì thầy giáo, bạn bè, người đi làm, có những người sếp lớn, người sếp nhỏ, người bạn đồng nghiệp. Đó là những vấn đề chúng ta đối diện. Chúng ta đi chợ, chúng ta đối diện với những vấn đề ở chợ. Chúng ta đi mua bán điều này điều kia, chúng ta đối diện với những... Rồi khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta sẽ đối diện với những điều mà chúng ta đối diện trong những lúc khó khăn đó. Và lái xe, chúng ta sẽ đối diện với những điều khó khăn. Lái xe lỡ để nó vàng rồi, thấy người ta phóng nhanh, mình cũng phóng nhanh để cho nó lái qua. Có khi qua được, có khi tai nạn đến, thấy không? Những khó khăn. Đó từ câu số 5 đến câu số 10, đó là vấn đề dạy chúng ta những điều thực tế mà chúng ta cần phải đối diện. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng. Việc đầu tiên ở bên trên là có lời Chúa. Rồi để chúng ta đối diện với tất cả những cái gì trong cuộc đời này, việc đầu tiên để mà chúng ta sẽ thành công như lời Chúa hứa, được ơn và có sự khôn ngoan để làm tất cả những công việc gì, chúng ta có tin lời của Chúa mà chúng ta có trong lòng không? Đó là cái câu hỏi. Đấy, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng mình. Anh em chị em, tôi cũng như quý vị không khác nhau đâu. Sự thông sáng cuộc đời này chúng ta học ở đâu? Đi học cũng học được sự thông sáng. Người sống lâu học theo kinh nghiệm của mình, người được dạy dỗ qua cha mẹ anh em mình, đó là kinh nghiệm sống, tự trải cuộc đời. Nhưng mà Chúa bảo trong mọi vấn đề nhớ đặt sự trông cậy nơi Chúa, đừng dựa trên sự thông sáng riêng của mình. Chúa không có cấm mình có sự khôn ngoan, nhưng mà trước hết hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của mình. Sự thông sáng của chúng ta có những cái nó tốt, có những cái nó không tốt, có những cái nó đem chúng ta đến câu trả lời, và có những cái nó đem chúng ta đến cái bẫy lưới mà chúng ta không hay. Cho nên có sự thông sáng, tôi không nói với anh em chị em là đừng có để ý chi hết, nhưng mà tôi nói lời của Chúa nhắc chúng ta biết rằng bất cứ vấn đề gì, sự trông cậy nơi Chúa đó là điều đầu tiên trên hết. Rồi bắt đầu đi vào thực tế. Phàm trong các việc làm của con hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn con. Tức là bất cứ một điều gì trong cuộc đời của chúng ta, dù lớn dù nhỏ anh em chị em, nhiều khi dựa trên sự thông giác của mình, ô cái việc này dễ quá thôi, khỏi cần cầu nguyện, ô cái việc này thường quá, hay là có người này giúp, có người kia giúp, có những người chuyên môn giúp, anh em chị em, tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta nương cậy nơi Chúa, Chúa sẽ giới thiệu chúng ta đến cái người chuyên môn tốt hơn. Không phải những người chuyên môn mà lừa gạt chúng ta, không phải người chuyên môn nào cũng làm việc tốt. Nếu chúng ta nương cậy nơi Chúa, để Chúa vào trong mọi cái vấn đề mà chúng ta đang đối diện trong cuộc đời của mình, thì Chúa là đấng, nếu cần người chuyên môn, Ngài là đấng sẽ dẫn chúng ta đến người chuyên môn. Đâu phải bác sĩ nào cũng làm perfect 100%. Có những người bác sĩ nói cái chân bên phải cần cắt ra đi, cắt chân bên trái, thấy không anh em chị em? Các bác sĩ nó có muốn làm như vậy không? Không. Nhưng mà sự không may mắn và sự lầm lỗi, thế nên sự khôn ngoan của con người có thể đem họ đến sự lầm lỗi. Tại sao cái điều đó nó xảy đến? Vì người này nghĩ
và dựa trên sự khôn ngoan của mình tưởng là mình biết chắc chắn rồi, nhưng mà không có xem xét lại cho nó kỹ. Nếu mà có Chúa, anh em chị em ơi, Chúa có thể nhắc những lời ở trong tâm trí của họ. Không biết cái này có đúng không, họ check lại, họ xem lại để tránh cái sự lầm đó. Điều đó xảy đến chứ không phải là không. Đó rồi có những người mổ rồi để quên dụng cụ mổ ở trong cái bụng của người ta. Anh em chị em, sự khôn ngoan của con người có thể đem, có thể làm cho chúng ta vấp ngã và ý lại, nghĩ là mình biết hết, không kiểm soát. Nhưng mà nếu trong cái công việc đó dựa trên sự hướng dẫn của Chúa, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ nhắc nhở chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Đó là tiếp theo, bởi vì đây là cuộc sống thực tế sẽ đối diện với những vấn đề cám dỗ đấy, những điều mà chúng ta có thể không biết mà mình làm có thể trở thành cái điều ác. Thế nên rất là quan trọng biết lời Chúa, giữ lời Chúa, làm theo lời Chúa, tin Chúa khi đối diện với mọi khó khăn. Mà nếu được như vậy thì đây, cái kết quả tốt ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, chứ không phải là chỉ có giấc ngủ bình an không thôi. Như vậy cuốn rốn của con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con sẽ được mát mẻ. Đó là lời của Chúa cho chúng ta thấy cuộc sống thực tế khi chúng ta đối diện với mọi khó khăn mà trông cậy nơi Chúa thì cái kết quả được giải quyết tốt lành. Thì ra ngủ ngon, mà ngủ ngon thì thân thể sẽ khỏe mạnh. Amen, anh em chưa? Đó là điều thực tế. Chúa dạy chúng ta rất là thực tế, rất là thực tế. Tôi thường nói Chúa thương mình hơn chính mình. Thương mình. Bằng cớ là Chúa Giê-xu phải đến để chuộc mình. Còn mình ấy, thì nhiều khi cứ cắm cúi đi trong đường lối riêng, cứ cắm cúi đi theo sự cám dỗ hấp dẫn ở thế gian này. Mình tưởng nó là tốt cho mình, nhưng mà cuối cùng của nó là thiệt hại ngay trong đời này và sự chết đời sau, chứ không phải là không. Chúa thương mình hơn mình đấy. Nhớ điều đó. Thành ra anh em chị em, nếu Chúa không thương mình hơn mình, Chúa chẳng đến thế gian này để chết cho mình đâu. Như vậy uống rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con sẽ được mát mẻ. Tức là nói đến cả cái thân thể. Anh em chị em biết cái xương cốt của mình mát mẻ đó, là nó sẽ sản xuất ra máu trắng, máu đỏ tốt lành. Mà cái xương cốt mình nó không mát mẻ, nó sẽ sinh ra nhiều bệnh lắm, chứ không phải là không. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tìm kiếm Ngài trong mọi vấn đề trong cuộc đời này. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Đây cũng là một phần thực tế trong cuộc sống của một người đi theo Chúa. Và chúng ta thấy dân Do Thái là một cái dân mà tại sao Chúa phó thác sự giàu có trong tay của họ? Vì họ thực hành cái nguyên tắc mà Đức Chúa Trời dạy họ về cách sử dụng vật chất. Điều đầu tiên là nhớ đến Chúa, nhớ đến nhà Chúa. Có phải Chúa cả không? Không, Chúa không cả. Cả thế giới thì thuộc về Ngài, Ngài tạo dựng, vàng thuộc về Ngài, bạc thuộc về Ngài, mọi châu báu ngọc đều thuộc về Ngài. Anh em chị em, tôi có để ở trên cái Facebook một cái về tất cả những cái satellite, tức là cái trái đất, rồi thổ tinh, mộc tinh, tức gọi là gì, vệ tinh hả? Ở dưới trái đất này mưa là nước. Ở một cái hành tinh trong cái thái dương hệ của chúng ta sống đó, Neptune, mưa của nó là diamond. Anh em xem sự
sự giàu có, Đức Chúa Trời là đấng tuyệt vời. Những gì mà chúng ta mơ tưởng ở thế gian này, Ngài đã tạo ra những cái điều vô cùng tuyệt vời như vậy. Thì cái điều mà ở đây Chúa dạy không phải là vì chúng ta, nhưng mà Chúa muốn chúng ta học một cái nguyên tắc, đặt sự trông cậy ngay cả cái vật chất của cái ruộng vườn công ăn việc làm của chúng ta, đặt sự trông cậy nơi Chúa, vì đó là nguyên tắc mà Đức Chúa Trời dạy. Mà chúng ta thấy cái dân Do Thái, cái dân mà đã làm cái việc thiện rất là nhiều, mà nó là cái dân tộc mà Chúa chúc phước nhiều nhất trên thế giới này về của cải vật chất. Ta nói điều này không phải để cho chúng ta là những người tin Chúa trở thành những người mê thảm vật chất, nhưng mà cho chúng ta biết rằng ngay cả cái vật chất tạm bợ mà chúng ta dùng, Chúa là đấng quan phòng và chăm sóc chúng ta. Đó, cả một cái hành tinh mà mưa của nó là đáy mà, chứ không phải là nước. Mưa của trái đất của chúng ta là nước, mà nước mưa ở trên Neptune ấy, là đáy mà. Rồi mưa ở trong những cái hành tinh khác ấy, thì là cái khí này, khí kia, khí nọ. Mỗi cái nơi chúng ta, ngay trong cái thái dương này của chúng ta thôi, chúng ta còn thấy có những sự tuyệt vời như vậy. Cái đó tôi có để ở trên Facebook, nếu mà ai có thì giờ nó còn ở trong, từ chiều tôi lấy xuống để chúng ta thấy là mỗi một cái hành tinh trong cái thái dương này, trời mưa nó là một cái gì khác nhau. Và cho nên ở đây là những kinh nghiệm mà Salomon viết. Chúng ta nhớ là Salomon cho đến ngày hôm nay người ta tính những cái sự giàu có của Salomon ấy. Nếu ai muốn biết cái sự giàu có Salomon như thế nào, chúng ta đọc ở trong sách các vua hay là sách sử ký thì chúng ta thấy cái sự giàu có của Salomon. Mà người ta tính ra cái sự giàu có vàng bạc của cải của Salomon mà tính theo tiền bạc bây giờ ít nhất khoảng từ 2 cho tới 3 trillion đô la cái tiền của cải của Salomon. Trillion, nếu chúng ta muốn biết trillion là bao nhiêu, 1 billion là 1.000 triệu, 1 trillion là 1.000 billion, 1.000 tỷ. Và nước Mỹ này nè, nước Mỹ đó, cái nền kinh tế của nước Mỹ khoảng 18 cho tới 20 tùy theo mỗi năm, 23 thì đó, trillion, đó là tất cả các nền kinh tế, sự giàu có tất cả của mọi người của cả nước Mỹ này. Một con người thôi, ngày xưa cái sự giàu có của Solomon như vậy. Đây là lời viết của một người mà Đức Chúa Trời chúc phước về vật chất và sự khôn ngoan, đó là Salomon. Như vậy các vừa lớn con sẽ đầy và dư dật, những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Ông nói đó là cái nguyên tắc mà Chúa sẽ chúc phước. Và chúng ta thấy quả thật như vậy. Những dân tộc mà nước Mỹ này, người ta nói mỗi một năm người ta, con người đóng góp vào những cái quỹ thiện nguyện đó, nó lên tới khoảng mấy trăm tỷ để mà cho và cho ra những nơi ở bên ngoài trong việc thiện nguyện, chưa nói đến nhà nước chính quyền họ giúp đỡ những nước nghèo, chỉ nói cá nhân đó, người này người kia đóng góp. Rồi cái phần cuối cùng của cái bài mà chúng ta suy gẫm ngày hôm nay đó là cái phần trong cuộc đời mình khi chúng ta đối diện với những lúc khó khăn. Thì như tôi thường nói với anh em chị em là bất cứ cái điều gì khó khăn trong cuộc đời của mình xảy đến, cái việc đầu tiên mà chúng ta nên xem xét coi có điều gì sai trong đời sống của mình, và xin Chúa Thánh Linh nhắc cho mình để mình ăn năn xin Chúa
tha thứ và cứu khỏi cái hoạn nạn mà chúng ta đang đối diện. Đừng có bao giờ vội vàng so sánh mình giống như Gió với Phaolô. Có thể sự khó khăn mà mình đang đối diện giống như Gió, giống như Phaolô, nhưng mà đừng vội chạy đến cái vị trí đó trước. Hãy chạy đến cái vị trí xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho mình coi có điều gì mình cần giải quyết với Chúa để tháo gỡ ra, rồi sự cứu rỗi của Chúa đến giải cứu mình. Cái phần cuối cùng ở đây được dạy dỗ cho tôi với quý vị, trong cuộc đời của mình có những lúc những điều này điều kia xảy đến, thì hãy nhớ đây là cái cách đầu tiên mình suy nghĩ đến, chứ đừng có nghĩ đến mình là Gió, đừng nghĩ mình là Phaolô trước. Nếu mà sau đó nghĩ tới cũng được không sao, nhưng mà trước nhất phải nghĩ cái này. Hỡi con, đó là phần kết luận của cái phần mà chúng ta suy ngẫm ngày hôm nay, cái nguyên tắc để Chúa chúc phước, rồi cách thực hành trong cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, đó là phần từ câu 5 cho đến câu 10. Và phần cuối cùng là nếu có điều gì khó khăn xảy đến cho mình thì đây là điều hãy nghĩ tới. Hỡi con, chớ khinh điều sự phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiền lòng khi Ngài của trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Ở đây cho chúng ta thấy một cái hình ảnh đó. Nếu mình có lầm lỗi mà hoạn nạn này xảy đến cho mình thì nhớ tình yêu của Chúa vẫn còn đi theo chúng ta khi Ngài cho phép. Tại sao? Tại vì chúng ta không vâng lời thì Ngài, nếu mà chúng ta không vâng lời, Chúa cứ tra mình ngoài, Chúa cứ chở mình ngoài, cứ bao phủ mình ngoài, mình sẽ không biết được mình đang đi con đường sai và cần phải thay đổi. Vì sự chúc phước cứ đến ngoài ngoài. Nhưng mà khi chúng ta đi ra ngoài sự vâng lời Chúa thì Ngài sẽ lấy giống như cái dù vậy đó, bảo vệ ra khỏi đời sống chúng ta. Thì sự khó khăn nó có đến. Nếu có khó khăn đến thì chớ để cho ma quỷ nói trong tâm trí của mình rằng Chúa quên mình rồi. Không, Chúa không quên đâu. Ngay trong khó khăn đó, ngay trong hoàn nạn đó, hãy nhớ một điều: tất cả những điều đó có thể xảy đến. Nếu xảy đến vì yếu đuối riêng của mình thì nhớ ngay trong cái chỗ đó, tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn ở với chúng ta. Bằng cớ ở đây nói như thế này: hỡi con, chớ khinh điều sự phạt của Đức Giê-hô-va, đừng coi thường. Có nghĩa là làm sao? Hãy ngồi lại, hãy suy gẫm, hãy xem xét, coi, xin Chúa nhắc cho mình biết coi, không biết mình có trật chỗ nào không? Thấy không? Đó, đó là việc đầu tiên tôi phải làm, quý vị phải làm, mỗi người chúng ta cần phải làm. Để chi? Để nguồn phước của Đức Chúa Trời không bao giờ mất khỏi cuộc đời chúng ta, dầu ngay trong những lúc khó khăn hoạn nạn xảy đến với mình. Khó khăn đó có thể là gì? Có thể là bệnh tật, khó khăn có thể là công ăn việc làm, khó khăn có thể là con cái, khó khăn có thể là bất cứ những điều gì mà mình gọi là khó khăn trong cuộc đời này. Tôi nói với anh em chị em ở đây, không phải tôi là một, tôi đã perfect hết tất cả những điều gì, không có. Tôi giống như anh em chị em thôi, mình học, học rồi mình thấy cái điều gì thiếu sót, Chúa nhắc nhở cho mình, xin Chúa giúp đỡ mình để mình đạt thắng, mình giải quyết. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình vậy. Ở đây nói cho chúng ta thấy cái tình yêu của một người cha đời đời đối với những đứa con, khi Ngài cho phép những khó khăn xảy đến trong cuộc đời chúng ta vì cái yếu đuối riêng của mình. Đó. Còn nếu anh em chị em chúng ta ở trong cái vị trí như là Job với Phaolô thì quá tuyệt vời rồi. Không? Đến nỗi Job rằng Chúa phải hãnh diện về cái nếp sống của Job ở trần gian trước mặt Satan ma quỷ là kẻ kiện cáo. Còn Phaolô thì chúng ta thấy là một đời sống của một con người đầy dạy ơn và quyền năng mà Chúa sử dụng. Rồi Chúa vẫn giữ ông trong sự hạ mình, nên Chúa cho phép những cái khó chịu nhỏ nhỏ ở trong cuộc đời của Phaolô. Mà ông nói là tôi cầu nguyện mấy lần, Chúa cũng có lấy nó đi,
Chúa nói ân điển của Chúa đủ rồi, cứ ráng mang đi anh em chị em. Có những cái điều như vậy, nhưng mà đó không phải ai cũng như Phaolô, không phải ai cũng như Gió. Bình thường Chúa không muốn chúng ta phải trải qua như vậy. Đó là điều mà tôi muốn để lại cho anh em chị em chúng ta thấy trong năm mới này. Nhớ cái đoạn châm ngôn này cho chúng ta nguyên tắc sống, có lời hứa của Chúa và cái cách thực hành. Rồi dù trong bất cứ hoàn cảnh như thế nào, hãy nhớ Chúa yêu thương chúng ta. Dù cái khó khăn đến, giả sử đó là cái điều yếu đuối của mình, thì ngay trong cái khó khăn đó Chúa cũng không chấm dứt sự yêu thương, và Ngài cũng muốn chúc phước cho chúng ta khi mà chúng ta thoát ra khỏi cái điều đó. Nhớ như vậy, Ngài cũng chúc phước. Cho nên Ngài để cái điều đó cho mình tỉnh, cho mình thoát ra khỏi cái nguy hiểm, cái con đường mà dẫn đến sự hư mất đời đời. Anh em chị em ơi, Chúa của chúng ta tuyệt vời lắm. Ngay cả trong cái sự khó khăn mà Ngài cho phép vì yêu đuối riêng của mình, sự yêu thương của Chúa không chấm dứt. Cho nên tôi, anh em chị em hãy nhớ đừng để cho Satan ma quỷ nó nói trong tâm trí mình khi chúng ta đối diện với khó khăn là Chúa quên mình rồi, Chúa không còn nhận lời mình nữa, không có đâu. Chúa vẫn nhận lời mình, nhưng mà Chúa muốn mình nhận biết cái gì thiếu sót trước để rồi Ngài còn trả lời nữa. Chứ còn nếu mà Chúa trả lời mình trước khi mình nhận biết cái điều sai trái trật của mình ấy, thì anh em chị em ơi, muôn đời chúng ta sẽ không biết mình sai ở cái chỗ nào, mình thiếu sót ở chỗ nào. Thế nên cảm ơn Chúa, Ngài là đấng tuyệt vời. Tình yêu của Ngài quá lớn lao. Cho nên anh em chị em ơi, hãy đặt hy vọng và trông cậy nơi Chúa. Đó là cái lời mà ở trong đầu tiên của câu năm ấy, hãy tin cậy nơi Đức Chúa và lời hứa của Ngài là Yê và Amen, tức là phải và được nên như vậy. Chúng ta cùng hướng lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện khi mới giữ thực thánh. Cha ơi, chúng con ngợi khen Ngài. Cha ơi, chúng con chúc tụng danh cao cả của Ngài. Vì Chúa là đấng vô quan ngày nay và đời đời không thay đổi. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài thật lạ lùng. Chúa dầu trong cảnh bò nào là Chúa mà chúng con đối diện trong cuộc đời này, tình yêu của Ngài vẫn ở nơi đó với chúng con. Dù chúng con phải được cơ hội thử thách giống như Gióp hay là Phaolô, tình yêu của Ngài vẫn ở đó với chúng con. Dầu sự khó khăn đến với chúng con vì yếu đuối riêng của mình, thì Ngài cũng nói với chúng con rằng Chúa yêu thương chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, tình yêu của Ngài, sự chăm sóc của Ngài. Vì tất cả những điều đó với một mục đích duy nhất thôi, Ngài muốn làm ơn cho chúng con nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa vì lời hứa của Ngài là chúng con sẽ được ơn và chúng con sẽ có sự khôn ngoan thật từ Chúa, để trong cuộc sống tạm bợ này chúng con bước đi luôn với sự khôn ngoan của Chúa và được ơn trước mặt Chúa và mọi người ở thế gian này. Chúng con cảm ơn Cha. Thì Chúa, trong ngày thứ nhất khi chúng con nhóm lại, chúng con cũng không quên là Chúa đã chết để chuộc tội chúng con. Chúng con kỷ niệm sự sống lại của Ngài trong ngày thứ nhất. Thì Chúa, chúng con cũng cảm ơn Chúa là Chúa đã chết để chuộc tội lỗi chúng con, hy sinh cho chúng con. Thì Chúa, trong giờ này chúng con mời đón Đức Thánh Linh đến hả hơi trên của lễ, để khi chúng con nhận lãnh, chúng con được hiệp thông với thân Chúa và huyết Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con lời khen Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con cơ hội ra mắt Ngài, cho chúng con cơ hội suy gẫm về lời của Chúa. Lạy Chúa Thánh Linh, xin ghi nhớ mỗi lời của Ngài trong mỗi lòng chúng con, giúp đỡ tất cả chúng con bước đi trong sự yêu mến Ngài, kính sợ Ngài. Và chúng con cảm ơn Chúa, tình yêu của Ngài dành để cho mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Cha.
Chúa chúc phước cho chúng con như lời Ngài hứa, mọi phước lành của Abraham đền để cho chúng con. Chúa chúc phước cho anh em trên chúng con, thì Chúa trong công ăn việc làm của họ, Chúa chúc phước trong của lễ mà chúng con dâng hiến cho Ngài. Thì Chúa Ngài hứa với chúng con, Ngài làm hơn làm, Ngài ban ơn cho mỗi chúng con vượt hơn, trỗi hơn những điều mà chúng con cầu xin và suy tưởng. Chúng con cảm ơn Chúa. Để Chúa cho chúng con bước đi và trông cậy Chúa luôn luôn mỗi ngày. Cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Thánh Linh. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa chúc phước cho anh em chị em.